thưa quý vị với vị trí chiến lược khu kinh tế cửa khẩu long an giáp giới nước bạn campuchia được kỳ vọng là điểm đến có sức hút đầu tư có phần quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương và khu vực trong thời gian tới nằm tiếp giáp thành phố Hồ Chí Minh và là cửa ngõ kết nối đồng bằng sông Cửu Long với Đông Nam Bộ. Long An đặt mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và vùng đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời sớm trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại. Hiện nay, đã có hai dự án quy hoạch khu công nghiệp trong khu kinh tế cửa khẩu với tổng vốn đầu tư 75 triệu đô la Mỹ, diện tích 21,2 hecta và hai dự án đầu tư trong nước với diện tích thuê đất là 0,66 hecta. Khu kinh tế cửa khẩu Long An đã được Thủ tướng phê duyệt quy hoạch tổng thể vào năm 2015 với tổng diện tích là 13.080 hectare, bao gồm một phần thị xã Kiến Tường, các huyện Mộc Hóa và Vĩnh Hưng tại khu kinh tế này có cửa khẩu quốc tế bình hiệp cửa khẩu phụ long khốt khu công nghiệp cửa khẩu quốc tế bình hiệp khu thương mại dịch vụ khu vực phát triển nông nghiệp kỹ thuật cao